Cả nhà ơi, đây là những cây xanh chất của em nè. Đây là em trồng khoảng 2 tháng rồi đó. Đó, bây giờ nó lớn lên cỡ này nè. Đó, nó xanh nó tốt chưa? Đây là cúc vu, gọi là cúc vu. Những cái cây này em trồng để lấy củ mình ăn. Bây giờ những cái cây sơn chất nè hôm nay là trổ hoa hết rồi, đẹp chưa cả nhà? Khoảng tháng nữa là thu hoạch được rồi. Này cả nhà ơi, đây là những cái cây sinh chất mà em trồng ra, bây giờ chuẩn bị thu hoạch thôi. Đó. Hôm nay là tới ngày thu hoạch rồi, để cho nó khô vậy nè. Hả? Trải nó này mưa nó rồi thì có gì bỏ nó cứ lại rồi chưa lấy đất về nữa kìa gì ghê chưa bé nha. Thu hoạch mấy bụi thôi, nhưng mà mấy bụi để trở lại như từ từ chứ. Thu hoạch pháp sầu ăn, sầu đất. Nhưng mà phải ăn mấy thật là ăn chứ, không nó lên mỏng sao? Để có đất nó lên mỏng. Cái này rửa cho sạch vậy mình nè. Nếu mình ăn được không cần gọt vỏ. Để đâu nấu canh ăn cũng được ăn, cầm á. Ăn xương á. Mua xương vậy. Cái này ăn tốt, cái này nó hút đó. Mình ở trên trị bệnh tim nữa. Cha tao ăn hả? Đó. Để hử địch nó trừ vừa thân tiên Đúng rồi. Mấy cái này nè nó lên. Củ này củ địch đó cả nhà, mình ăn xong mình địch từ sáng tới chiều luôn. Nhưng mà nó không có bị hôi. Nhưng địch nó không có thối. Địch mà nó không thúi nha, mắc cười quá nha. Mà thấy không coi nè. Mình nó lên trên luôn. Ăn cái này nó cái bụng mình nó xẹp đó cả nhà. Cho hay vô, nói chồng cũng hay, bụng có xẹp đó, quảng cáo cho dữ luôn. Ủa mấy cái này mình sốt lên nó lên được chứ. Thì kệ nó đi chứ sao giờ, sắp này để dành trồng nó nữa chứ đâu trồng gì khác. Nên không đúng chỗ vậy. Không đúng, biểu con giỡn nó cho miếng đất người ta đổ đất. Ở ngoài kìa cũng lụm luôn. Đây cái đấu kìa, nó ra lụm chứ. Cái này cũng phải làm chứ để anh
dừa. Cái mà quên để làm từng cái chứ giờ làm hai cái sao đổ đất vô. Mẹ ơi sao mẹ bứt cây ra đi. Lấm. Uống kém đâu rồi. Cái này á ngâm người Nhật á, này cũng có người Nhật. Đúng rồi đúng rồi. Nhưng mà anh biết không, cái này ngâm giống như anh ngâm chua anh. Ngâm giống như là như cải vậy. Ngâm chua vậy hả? Đó là em thấy trong TV nó làm nha, người nước ngoài đó. Cắt ra. Thì nhiều quá chắc mình cũng làm vậy đi chứ. Hôm nay hơi bị nhiều quá. Nhiều chứ. Tổng lên mấy trăm đồng tiền nước hôm nay nè. Tính vô. Nhiều phải tính cái vụ gì mà nó ra nhiều. Nhiều đất. Có phải nhiều tí nước. Ít nhất cũng mấy cái bộ này tưới cũng 200 đồng tiền nước. Ít nhất. Nhưng mà lời nha anh, mấy được anh biết nhiêu phao không? 3 đồng một phao, 3 đồng mấy một phao thì tính ra đem đi bán đi. Nó lợi tiền nước nữa. Cốt kinh cuối tuần đem ra chợ trời bán đi. Cái gốc này thấy chưa? Năm tới đem cắt á, nó lên xong cắt như mấy nhánh kìa bỏ. Chừa một nhánh lại. Cho nó nuôi cái cây đó nó mới nuôi thành củ lớn. Mấy cái cây này chưa? Ừ. Để nó ra củ. Tại một củ này nó có nhiều mục. Nhiều mục nhưng mà tới chừng nó ra mình nuôi một một hai thôi mình nhánh thôi. Nó nuôi nhiều quá nó nuôi cái cây nó đâu thèm nuôi cái củ đâu. Wow. Cái này mới giống củ lùng nè. Đây nha. Thành công chưa? Cái này mới giống củ lùng nè. Đây củ lùng cả nhà ơi. Đây. Đó, nhiều chưa? Cái đó đặt từ trước đó. Nhớ cái cây năm rồi mình ở trong cái chậu rau của mình không? Ừ. Nó bự cây đó nó nằm có mình nó có mà một củ, nhánh với mấy. Mà củ nó bự lắm. Thì đó. Có một cái nhánh đi lên là nó không có nhánh nào đi ra. Vậy mới đúng tự nhiên. Nói chung là mình tới đông con nhà đông con. Nó thích ăn nè. Cái shop cái nó chừng nó thành cây đó, nó thành cây. Giống như mọng dừa đó. Càng to thì cái mọng nó sọc. Cũng có một cái củ. Em nghĩ cái cây đằng cái lựu cái cây đó mới bây giờ tai củ nó mới. Nali. Trắng mày giờ. Rồi đây cả nhà ơi. Hai à? Đứa lớn dữ xin ra cô em nè xin ra ra nữa đây đó thành quả nửa năm nè rất nhiều quá rộng tao đi vô cả nhà rồi nặng đi vô rồi. Rồi, hôm nay mình nấu cái củ xanh chóc nè cả nhà mình nhổ rồi cái giờ mình rửa sạch bây giờ mình nấu cái củ xanh chóc để ăn ha. Cái củ này mình nấu canh cũng được nè. Mình làm dưa chua cũng được nha cả nhà. Trời. Bắt lửa nè mình nấu thôi. Rồi. Mình đậy nắp lại mình nấu cho đến chín thôi cả nhà. Chắc nấu khoảng 45 phút nó mới chín đó cả nhà. Thì cái nhà sau 45 phút á mình nấu nó chín rồi cả nhà. Mình bắt lửa đi. Thì mình vớt nó ra đầy nồi quá càng muốn gấp vậy thôi chứ mình bưng nó sợ nó đổ bị phỏng mình vớt từng củ ra vậy đi rồi đây được một rổ luôn cả nhà đó mình thấy ngon đó, mình ăn luôn cái vỏ cũng được nha cả nhà mình lột ra mình ăn được mà ăn vỏ cũng được rồi để nguội mình ăn thử coi. Nó ngon lắm cả nhà. Rồi, mùa rồi đang cũng ăn rồi. Mấy mùa trước cũng có, mùa nào cũng có. Năm nay nó cũng hơi nhỏ tí.
Sân chóc, sân chóc. Chào cả nhà. Hôm nay mình ăn tủ sân chóc mình đã thu hoạch đây cả nhà. Này mời anh. Củ này ăn cái này phì hơi luôn. Tốt cho sức khỏe. Củ sân chóc thì rất là tốt cho phương sức khỏe nghe. Mình biết là bệnh mình chỉ đưa mình ăn những củ này thì tốt. Mời ba má và cha mẹ ăn củ sân chóc. Mốt mình đem về cho cha tàu. Rumen is the sun chóc. Cái này á tiếng Việt gọi là cúc vuông. Cái gì? Cúc vuông. Vuông à? Tên tiếng Việt đó là cúc vuông. Còn tiếng Anh sun chóc thì nó có nhiều tên lắm. Cái này cả nhà mình nấu canh hầm xương ăn cũng được nghe. Đó. Có thể nguồn gốc từ Nhật cái gì đó. Nhật. Cái này mình không ăn nhiều một lần được. Ăn ít ít thôi à. Cảm ơn thầy. Nên nó lạ hơn những cái củ Việt Nam mình có. Những củ năng mà cũng không giống củ chuối. Giống củ chuối à? Không giống củ mình đó. Chứ không giống củ gì hết. Giống củ chuối. Ừ, chung là củ Nhật. Đấy. Em về em chưa nó củ địch. Tại vì ăn không địch tài la luôn. Cái này á, ai bị chứa hơi á, ăn vô là cái bụng nó sẽ đẹp. Tại nó phì hơi và cố luôn. Này ở chợ Grand Mai như này có hay không? Thì tham có, tới mùa mùa nó có, mùa này có này. Cái này chịu khó mình lúc mình chắc không cần mình giặt cho nó sạch sạch trong cái mình ăn thôi. Ngửi thành lắm á. Anh trà đường cũ à. Ừ, miếng này ngon. Cái này được cái nấm. Anh biết cái củ này từ đâu ra không? Mình đây. Sao rảy không mình á? Giờ ơi sáng á. Ồ. Nó tròn tròn vậy á. Tại vì đất ở dưới cứng nó không đi chứ. Ừ. Còn đất kia nó mềm quá từ trên dưới. Trong này nên bỏ cấp xét ở dưới, cấp cát ở trên. Không, đừng ra là nó... Củ này sao nó dầm mặt luôn rồi nè. Nghèo quá. Ừ. Nó cũng ngọt phải nè. Em nghĩ nó canh cũng ngon lắm. Trông nó ngọt ngọt tại nhà. Cái này mình không phải mình ăn nhiều lần được đâu cái nhà. Ăn nhiều lần em nghĩ không tốt đâu. Ăn nhiều lần chứ không phải là ăn một lần nhiều cả. Đúng rồi, ăn nhiều lần thôi. Lần ăn ba món củ rồi đừng ăn nhiều. Để cái này á, ăn vô nó làm cho cái bụng mình có hơi nó ra hết à. Ngộ lắm. Hôm nay mà ăn đi trước khi đi ăn tiệc rồi ăn đi vui cả nhà. Nhưng mà nhưng mà nó không có vui. Ờ nó không có mùi đúng rồi. Nó làm cho cái ruột mình của mình á. Mình phì hơi nhưng mà nó không có mùi. Nó ngộ lắm, nó làm cho cái ruột. Trong tiếng dân gian gọi là địch, địch la la luôn, không có mùi. Nó làm cho cái ruột mình nó không còn mùi nữa, cả nhà. Không biết tại sao nữa. Nó ngộ thiệt đó. Ăn cũng thèm mà mắc cỡ. Tại mình nói chuyện kỳ quá, mất sợ. Có đầy địch này, tiếng địch, tiếng địch tiếng dài cỡ không mà. Bình thường quá. Có ai có hình ấm mò ngày mò. Ừ. Ăn ảo bỏng cho đừng cho ở đây. Tự nó thưởng thức ra. Nói chung là ngon thì không có phải là ngon lắm đâu. Nên mới là lạ vậy thôi. Mình cầm mình ăn. Nó có vị thuốc. Mình ăn thôi cả nhà. Cái này người ta làm bột nữa. Cái củ, cái củ gì ngon cũng cả. Củ gì cũng phải ăn, ăn để sống. Mình thấy củ từ ngon hơn. Bùi hơn. Mua còn chưa thấy củ từ của bên Mỹ. Mỹ cho em thấy củ từ. Có cái củ gì đó, em mua đó.
củ khoai đó, khoai gì cũng biết nữa. Rồi nó 7-8 đồng khoai cả nhà. Nhớ à, Việt Nam qua sách cho em củ từ đem khoai. Thôi, ăn như đây thôi, đừng ăn hết cái này không tốt rồi. Tại vì như là chế độ rồi ăn là gốc đó em, rồi gốc kia nha. Nhất con mình anh bị rồi. Bị gì hơn hay là mẹ cũng bị mà mẹ nín. Có là người ta đi chụp. Ờ, hay biết đâu. Cơ hội nó ngồi ta làm cái đông. Địch là phải nói, phải địch chứ. Ừ. Anh cũng biết cái chạy, biết cái này. Chồng có một cái ly thôi, chỉ nhiều. Anh là uống nước đạn cả nhà. Cả nhà, nhiều nó đủ rồi. Có ai cần giống thì tới nhà em. Ừ. Có giống. Dễ trồng lắm cả nhà, cái củ nhỏ xíu mình thêm mình để xuống là nó nhảy lên. Dễ trồng lắm, dễ trồng. Bông nó cũng đẹp lắm cả nhà, bông của nó rồi tựa giống như giống như bông cốc vậy. Nó tựa giống như bông phú dương cũng được, nói chung là nó nhỏ nhỏ mà nhìn nó đẹp lắm. Bông màu vàng đẹp. Thôi tạm biệt cả nhà, buổi ăn khúc cua của em đến đây đã hết. Trong nhà có đất rồi mà sao núi rồi cũng làm gì, thì trồng mấy này mọc củ thu hoạch cho mình ăn cũng được, cũng ok, cái gì khác nữa nha. Bye. Bye. Tới mình chặt củ. Nhớ ủng hộ em bằng cách bấm đăng ký. Ai bấm đăng ký rồi khỏi bấm. Ok, bye bye. Bye. Love you, bye bye. Cái mình đăng ký rồi, đăng ký nữa là ra luôn á.